sau 70 năm trị vì dẫn dắt nước Anh đi qua rất nhiều thăng trầm của lịch sử, nữ hoàng Elizabeth cuối cùng cũng ra đi trong sự tiếc thương của rất nhiều người. Tháp Eiffel ở thủ đô Paris của Pháp đã tắt đèn để tưởng nhớ bà. Thủ tướng New Zealand cùng hàng loạt nguyên thủ khác cũng gửi lời chia buồn sâu sắc. Trở lại cuộc đối đầu giữa Nga với phương Tây, bất chấp Mỹ và châu Âu gây áp lực, Ấn Độ vẫn cứng rắn trong việc tiếp tục mua dầu từ Nga. Trong khi đó, đại sứ Nga ở Liên Hợp Quốc bác bỏ cáo buộc và kêu gọi Mỹ trưng bằng chứng việc Moscow mua vũ khí từ Iran và Triều Tiên. Tại châu Á, tình hình hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên tiếp tục phức tạp khi mới đây, Bình Nhưỡng đã đưa chương trình vũ khí hạt nhân vào luật và khẳng định sẽ không thay đổi. Những vấn đề đáng chú ý khác trên thế giới, lạm phát của Trung Quốc tăng chậm trong tháng 8. Lạm phát ở Thái Lan chạm mức kỷ lục trong 14 năm. Apple vẫn giữ được giá sản phẩm ổn định trong thời kỳ lạm phát. Gặp gỡ người đàn ông dành cuộc đời lưu giữ 15.000 quyển sách ở Ai Cập. Vườn thú Anh đối mặt nguy cơ đóng cửa vì khủng hoảng năng lượng. Tất cả sẽ có trong chương trình Thế giới hôm nay, ngay sau đây. Truyền thông Pháp đưa tin tháp Eiffel đã tắt điện vào nửa đêm hôm 9 tháng 9 để tưởng nhớ nữ hoàng Anh Elizabeth. Người dân Paris muốn tỏ lòng kính trọng với vị vua đã chèo lái nước Anh qua những biến động lịch sử bằng tất cả sự chững chạc và tấm lòng nhân ái. Nữ hoàng Elizabeth, vị quốc vương trị vì lâu nhất nước Anh, có lẽ cũng là một trong những vị ngồi trên ngai vàng lâu nhất thế giới, đã qua đời bình yên tại nhà riêng ở Scotland vào ngày 8 tháng 9 ở tuổi 96. Tin tức về việc sức khỏe của bà xấu đi nhanh chóng vào ngày 8 tháng 9 khiến các thành viên gia đình phải gấp rút trở về Scotland để ở cạnh bà. Chồng của nữ hoàng đã qua đời vào năm ngoái. Từ thời điểm đó, người ta thấy bà ít nói hơn, hay buồn và ít tham dự các hoạt động công cộng. Công việc cuối cùng của bà là vào ngày 6 tháng 9 khi bổ nhiệm cựu ngoại trưởng Liz Truss làm tân thủ tướng, vị thủ tướng thứ 15 trong triều đại của bà. Để tỏ lòng thương nhớ, nước Anh sẽ để quốc tang bà trong 10 ngày. Sau khi nghe tin nữ hoàng Anh Elizabeth qua đời, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cùng hàng loạt nguyên thủ khác trên thế giới đã bày tỏ lời chia buồn sâu sắc. Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern phát biểu từ văn phòng chính phủ với các phóng viên. Tôi xin thay mặt cho tất cả người dân New Zealand muốn gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến vua Charles Đệ Tam, hoàng gia và người dân Anh vì sự mất mát này. Được biết, nữ hoàng Anh trên danh nghĩa là nguyên thủ quốc gia của Úc, New Zealand và hơn chục nước khác trong khối thịnh vượng chung. Bà cũng là người bổ nhiệm toàn quyền, tức người đại diện của nữ hoàng ở Úc và New Zealand. Do vậy, với người dân hai quốc đảo ở Thái Bình Dương này, nữ hoàng Anh hoàn toàn không xa lạ. Bà là vị nguyên thủ đã gắn liền với họ qua nhiều thế hệ, trải dài suốt 70 năm qua. Con trai cả của bà là Thái tử Charles, 73 tuổi, hiện là vị vua kế tiếp nối ngôi. Trái ngược với châu Âu, châu Á đang thèm khát dầu của Nga lạ thường khi nhiều nước ở lục địa này chạy đua mua vàng đen từ Nga. Đáng chú ý, mới đây Ấn Độ đã tuyên bố vẫn sẽ nhập khẩu dầu của Nga mặc phương Tây gia tăng áp lực. Trao đổi trong cuộc phỏng vấn với kênh CNBC của Mỹ, Bộ trưởng Bộ các vấn đề đô thị và nhà ở Ấn Độ, ông Hardeep Singh Puri giải thích, việc Ấn Độ tiếp tục mua dầu Nga là nhằm đảm bảo đáp ứng đủ lượng tiêu thụ khoảng 5 triệu thùng dầu mỗi ngày. Khi được hỏi về tính đạo đức của quyết định nhập khẩu dầu Nga trong bối cảnh xung đột ở Ukraine vẫn diễn ra, ông Puri trả lời rằng, tôi nghĩ đạo đức ở đây sẽ được xét trên nhu cầu của người tiêu dùng. Với tư cách là một chính phủ được dân bầu, chúng tôi có muốn thấy các trạm xăng bị cạn kiệt hay không? Hãy nhìn những gì đang xảy ra ở các quốc gia láng giềng của Ấn Độ xem. Bộ trưởng Bộ các vấn đề đô thị và nhà ở Ấn Độ nói thêm, Liên minh châu Âu EU không có quyền phán xét New Delhi về việc mua dầu của Nga, vì khối này đang nhập khẩu mặt hàng này còn nhiều hơn. Theo RT, Ấn Độ đã tăng cường mua dầu Nga trong năm nay do được hưởng mức chiết khấu có lợi. Hồi cuối tuần trước, EU đã kêu gọi New Delhi và Bắc Kinh tham gia sáng kiến của G7 về việc áp mức trần giá dầu Nga, song cả hai đều đã bác bỏ ý tưởng này. Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc ông Vasily Nebenzia mới đây đã lên tiếng bác bỏ và kêu gọi Mỹ, Anh cùng những quốc gia khác đưa ra bằng chứng về cáo buộc Moscow mua vũ khí của Iran và Triều Tiên để sử dụng tại Ukraine. Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc, ông Nebenzia nói, chúng tôi yêu cầu họ đưa ra bằng chứng, nếu không phải thừa nhận là họ đang đưa thông tin không đáng tin cậy. Trước đó, Hoa Kỳ cáo buộc Iran cung cấp máy bay không người lái cho Nga để phục vụ tại Ukraine. Tehran sau đó bác bỏ. Washington cũng cáo buộc Nga mua hàng triệu quả đạn pháo từ Triều Tiên.
Ông Barbara Woodward, đại sứ Anh tại Liên Hợp Quốc thì nói, Iran đang chuyển sang Nga nhiều UAV và rõ ràng là vi phạm các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc. Triều Tiên cung cấp đạn dược cũng là một sự vi phạm. Trong khi đó, Nga đã triệu tập cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để thảo luận về việc phương Tây viện trợ vũ khí cho Ukraine. Đại sứ Nabenzia tố cáo phương Tây viện trợ vũ khí cho Ukraine là muốn duy trì cuộc chiến này và kéo dài để các bên liên quan như Nga và Ukraine kiệt sức. Các đại diện của Anh và Mỹ tại Liên Hợp Quốc đã bác bỏ mọi cáo buộc. Kính thưa quý vị, Nga là một trong số ít quốc gia công khai thái độ không thiện cảm đối với bà Liz Truss sau khi bà đắc cử vị trí Thủ tướng Anh. Đáng chú ý, cựu Tổng thống Dmitry Medvedev mới đây đã trở thành quan chức cấp cao tiếp theo của Nga, đưa ra dự đoán về một tương lai u tối cho nhà lãnh đạo mới của nước Anh. Theo trang RT, ông Medvedev nói rằng tân Thủ tướng Anh Liz Truss sẽ tiếp nối truyền thống mà người tiền nhiệm Boris Johnson tạo ra, đó là kết thúc nhiệm kỳ của mình trong sự xấu hổ. Chia sẻ trên Telegram mới đây, ông Medvedev giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, mô tả bà Truss là một người kém năng lực tầm thường, không có kiến thức cơ bản về chính trị, lịch sử, địa lý, nhưng muốn đánh bại Moscow trên mọi mặt. Cựu Tổng thống Nga nói thêm, bà Truss, nữ thủ tướng thứ ba trong lịch sử Anh, đang cố biến mình thành phiên bản khác của bà Margaret Thatcher với hy vọng giải quyết cuộc khủng hoảng năng lượng và lạm phát tăng cao hiện nay, những hệ quả của các lệnh trừng phạt do chính nhà lãnh đạo mới của nước Anh có phần thúc đẩy. Theo Reuters, Nga từ đầu đã công khai không thích bà Liz Truss, đặc biệt là sau chuyến thăm của bà đến Moscow vào đầu năm nay nhằm ngăn chặn nguy cơ xung đột ở Ukraine. Cụ thể, bà Truss, khi đó là Ngoại trưởng Anh, đã nói với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov rằng London sẽ không bao giờ công nhận chủ quyền của Moscow đối với hai thành phố Rostov và Voronezh, vì tưởng hai địa điểm này thuộc về Ukraine. Sự nhầm lẫn địa lý tai hại trên đã buộc đại sứ Anh tại Moscow lên tiếng đính chính sau đó. Điện Kremlin mô tả vụ việc là ví dụ điển hình về sự thiếu kiến thức của nhà lãnh đạo phương Tây. Nước Anh bác bỏ lời nhận xét và nói rằng bà Truss đơn giản là nghe nhầm câu hỏi từ ông Lavrov. Mới đây, ông Salah Eddin Tia, chủ tịch kiêm người sáng lập tổ chức đại sứ thanh niên Algeria cho biết, Moscow và Algeria đã ký một loạt thỏa thuận trong các lĩnh vực khác nhau tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông ở Vladivostok, Nga. Sau Diễn đàn Kinh tế Phương Đông EEF, ông Salah Eddin Tia nói với hãng RT rằng Algeria đang tìm cách phát triển thương mại và kinh doanh ở Nga, bao gồm cả khu vực viễn đông của nước này. Quốc gia Bắc Phi cũng muốn phát triển các công ty khởi nghiệp, lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ thông tin cùng với Nga, cũng như một số lĩnh vực khác trong tương lai. Ông Tia đã ca ngợi diễn đàn EEF là một nền tảng mang lại nhiều cơ hội hợp tác xuyên quốc gia. Ông Tia nói, tôi đến Vladivostok để mở và tăng cường cơ hội hợp tác của Algeria, không chỉ với Nga mà còn với các quốc gia khác tham gia diễn đàn. Algeria được xem là một trong ba đối tác thương mại lớn của Nga ở châu Phi. Trong chuyến thăm đến Algeria vào tháng 5, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho biết thương mại giữa hai nước đã đạt 3 tỷ đô la Mỹ vào năm 2021. Vào tháng 7, Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune nói rằng quốc gia này quan tâm đến việc tham gia nhóm BRICS, một nhóm gồm các nước Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Tổng thống Algeria cũng nhấn mạnh đến việc nước này hoàn toàn đáp ứng được các điều kiện gia nhập BRICS. Tại hội nghị thượng đỉnh BRICS năm nay, được tổ chức vào tháng 6, nhóm này dự định đón nhận thêm 13 quốc gia, bao gồm cả Algeria. Tổng thống Tebboune là chính khách đầu tiên phát biểu kêu gọi một trật tự kinh tế mới, nơi bình đẳng và công bằng giữa các quốc gia sẽ ngự trị. Truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 9 tháng 9 cho biết nước này đã đưa chương trình vũ khí hạt nhân vào luật như một công cụ để bảo vệ đất nước và khẳng định sẽ không thay đổi điều này. Theo các chuyên gia, việc Triều Tiên đưa chương trình hạt nhân vào quy định trong luật dường như là để chuẩn bị cho đợt thử nghiệm đầu tiên kể từ năm 2017 sau khi ông Kim Jong-un có những cuộc họp thượng đỉnh với cựu Tổng thống Donald Trump và hàng loạt lãnh đạo khác nhưng không giải quyết được chương trình hạt nhân tranh cãi. Theo hãng thông tấn KCNA, Quốc hội Triều Tiên đã thông qua dự luật vào ngày 8 tháng 9. Trong một tuyên bố của Chủ tịch Kim Jong-un tại Quốc hội có đoạn, ý nghĩa của việc này là chúng ta khẳng định một công cụ đủ sức răn đe để bảo vệ đất nước và sẽ không thay đổi nó thông qua các chương trình đàm phán. Được biết, Triều Tiên đã tuyên bố mình là một quốc gia có vũ khí hạt nhân và được ghi trong hiến pháp. Tuy nhiên, luật mới thông qua còn cho biết cả khi nào vũ khí hạt nhân được sử dụng như đáp trả hoặc ngăn chặn một cuộc xâm lược. Triều Tiên cũng có thể tấn công phủ đầu nếu một âm mưu sử dụng vũ khí hủy diệt nhắm vào các mục tiêu chiến lược của đất nước bị phát hiện.
Luật mới cũng cấm mọi hành vi chia sẻ vũ khí hoặc công nghệ để chế tạo vũ khí hạt nhân ra bên ngoài. Một quan chức Quốc hội Triều Tiên cho biết luật này sẽ đảm bảo tính pháp lý mạnh mẽ rằng vị thế của Triều Tiên là quốc gia hạt nhân phù hợp với các chính sách minh bạch, nhất quán và theo tiêu chuẩn của họ. Chính quyền Mỹ nhiều lần cho biết họ luôn sẵn sàng đàm phán hạt nhân với Triều Tiên. Từ đầu, Tổng thống Hàn Quốc John Suye cũng tuyên bố Seoul sẽ viện trợ cho miền Bắc để phát triển kinh tế vượt bậc nếu chương trình hạt nhân được loại bỏ. Tuy nhiên, Triều Tiên đã bác bỏ các lời đề nghị đó và cho rằng Mỹ đang duy trì chính sách thù địch thông qua những cuộc tập trận. Chừng nào các mối đe dọa vẫn còn thì chương trình hạt nhân sẽ không dừng lại. Kính thưa quý vị, giá dầu thế giới mới đây đã bất ngờ giảm mức thấp nhất trong 7 tháng. Cụ thể, trong phiên giao dịch hôm qua, giá dầu Brent giảm dưới 90 đô la Mỹ một thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ WTI còn 85 đô la Mỹ một thùng. Các nhà phân tích nhận định, giá dầu giảm do nhiều yếu tố như sự mạnh lên của đồng đô la Mỹ, lo ngại về một cuộc suy thoái ở Mỹ và các hạn chế COVID-19 kéo dài ở Trung Quốc. Nhìn chung, phiên giao dịch ngày 8 tháng 9 theo giờ Việt Nam diễn ra khá biến động, với giá ban đầu tăng sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố nước này không cung cấp năng lượng cho các quốc gia áp đặt giá trần đối với dầu khí và khí đốt từ Moscow. Tuy nhiên, giá dầu sau đó lại bất ngờ đi xuống. Hồi tuần trước, các bộ trưởng tài chính G7 đã thống nhất thông qua việc thiết lập giá trần đối với dầu của Nga. Một số chuyên gia cảnh báo động thái này sẽ khiến giá dầu toàn cầu tăng cao hơn. Trong khi đó, các bộ trưởng EU sẽ nhóm họp để thảo luận về biện pháp tương tự với khí đốt của Nga trong ngày 9 tháng 9. Truyền thông Trung Quốc đưa tin lạm phát tại nước này trong tháng 8 đã chậm hơn so với những tháng trước đó. Lý do có thể là do những lệnh phong tỏa vì COVID-19 khiến lĩnh vực tiêu dùng giảm. Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho biết, trong tháng 8, chỉ số tiêu dùng CPI đã tăng 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái và thấp hơn so với con số 2,7% của tháng 7. Đây cũng là con số thấp hơn so với các chuyên gia dự đoán là 2,8%. Nguyên nhân có thể là do nền kinh tế lớn thứ hai thế giới tiếp tục mất đà trong tháng 8, do các lệnh phong tỏa vì COVID-19 cũng như sự ảm đạm của thị trường bất động sản. Mặc dù chỉ số CPI đã nằm trong phạm vi an toàn là trên dưới 3% như chính phủ đặt ra, nhưng chỉ số này của Trung Quốc cũng nằm trong top cao của các nền kinh tế lớn. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cảnh báo rằng trong những tháng cuối năm có thể CPI trở lại mức trên 3% do giá cả nguyên vật liệu đầu vào nhập từ bên ngoài cao. Tuy nhiên, một số chuyên gia lại đánh giá khác. Với những biện pháp nới lỏng tiền tệ liên tục của Ngân hàng Trung ương, có thể tình hình sẽ không đến mức như vậy. Được biết, trong số những mặt hàng tăng giá nhiều trong tháng 8, thì lương thực tăng 6,1%, riêng thịt lợn tăng 22,4%. Đây là loại thịt rất phổ biến tiêu dùng trong xã hội, gần như mỗi hộ gia đình đều mua thường xuyên. Vào tháng 8, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cũng cắt giảm lãi suất và tạo điều kiện cho vay để các doanh nghiệp mở rộng hoạt động nhằm lấy lại sức sống cho nền kinh tế. Kính thưa quý vị, Thái Lan cũng không thoát khỏi sự bất ổn đang bao trùm kinh tế toàn cầu khi chỉ số giá tiêu dùng CPI, một thước đo lạm phát của nước này trong tháng 8, đã tăng 7,86% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng cao nhất trong 14 năm. Tỷ lệ lạm phát được Bộ Thương mại Thái Lan công bố hôm 5 tháng 9 cao hơn so với 7,61% vào tháng trước và tương đương với dự đoán là 7,85%, song lại vượt xa mục tiêu từ 1 đến 3% mà Ngân hàng Trung ương Thái Lan đề ra. Theo Reuters, nguyên nhân chính dẫn đến CPI ở Thái Lan tăng cao là do giá năng lượng và thực phẩm vẫn duy trì mức cao. Theo ông Ronanrong Phulpinat, một quan chức của Bộ Thương mại Thái Lan nhận định, tỷ lệ lạm phát hiện nay đã ở mức đỉnh điểm. Ông giải thích chỉ số này đã cao hơn 7% trong vòng 3 tháng liên tiếp và nó sẽ giảm nếu giá cả hàng hóa tiếp tục được giữ nguyên. Bộ Thương mại Thái Lan dự báo lạm phát của nước này trong quý 4 năm 2022 sẽ ở mức 5%. Bộ cho biết thêm hiện chính phủ đang thực hiện các biện pháp như trợ giá năng lượng trong nỗ lực kiềm chế lạm phát. Đáng chú ý, vào tháng trước, Ngân hàng Trung ương Thái Lan đã tăng lãi suất thêm 0,25 điểm, đánh dấu lần tăng lãi suất đầu tiên kể từ cuối năm 2018. Các chuyên gia kinh tế kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Thái Lan sẽ thông qua một đợt tăng lãi suất mới trong kỳ họp vào cuối tháng này. Theo Hiệp hội ô tô Trung Quốc CPCA cho biết, Tesla đã bán được gần 80.000 chiếc xe được sản xuất tại nhà máy ở Trung Quốc trong tháng 8. Con số này gấp gần 3 lần doanh số của hãng so với một tháng trước, sau khi Tesla nâng cấp nhà máy sản xuất của mình ở Thượng Hải. Theo số liệu của Hiệp hội ô tô Trung Quốc CPCA, nhà sản xuất ô tô của Mỹ đã xuất khẩu 42.463 chiếc Model 3 và Model Y được sản xuất từ nhà máy ở Thượng Hải vào tháng trước.
Trong tháng 7, hãng này đã bán được 28.217 xe và xuất khẩu được 19.756 xe. Sau khi được nâng cấp, Tesla đã tăng sản lượng tại nhà máy Thượng Hải vào tháng 8, bất chấp các hạn chế do dịch COVID-19, ảnh hưởng đến các nhà cung cấp linh kiện khác của Tesla ở khu vực phía Tây Nam Trung Quốc. Việc gia tăng sản lượng đã giúp Tesla đẩy nhanh tiến độ giao xe điện Model 3 và Model Y cho khách hàng, đặc biệt là ở Trung Quốc, nơi mà Tesla có rất nhiều đối thủ cạnh tranh trên thị trường. Theo trang web của Tesla tại Trung Quốc, họ đã giảm được thời gian chờ giao hàng cho hai mẫu xe bán chạy nhất xuống còn tối đa 14 tuần, trong khi người mua dòng xe Model Y nhận xe sau một tháng đặt hàng. Thông thường, trước sự kiện ra mắt sản phẩm mới của Apple, các tin đồn thường xoay quanh việc sản phẩm nào, tính năng nào sẽ được tung ra. Đồng thời, các nhà báo, nhà phân tích tài chính cũng thường dự đoán về mức tăng giá của Apple trong buổi họp báo công bố sản phẩm mới. Tuy nhiên, lần này giá cả của các sản phẩm Apple vẫn giữ mức giá ổn định, đáng ngạc nhiên. Trong buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới vừa qua của Apple, điều ngạc nhiên lớn nhất là Apple không tăng giá iPhone hay Apple Watch, đồng thời giới thiệu dòng đồng hồ thông minh mới là Apple Watch Ultra với mức giá 799 đô la Mỹ, thấp hơn khoảng 200 đô so với dự đoán của Mark Gurman, một nhà báo của hãng truyền thông Bloomberg. Mức giá ổn định đáng ngạc nhiên của Apple cho thấy chiến lược chống lạm phát của ông lớn làng công nghệ này đang thành công. Apple đã hạn chế tác động của việc tăng giá bán dẫn bằng cách tự thiết kế chip, đàm phán các thỏa thuận có lợi với nhà sản xuất chip chính của họ. Thêm vào đó, doanh thu ở mảng phần mềm và dịch vụ ngày càng tăng của Apple, bao gồm từ App Store, Apple TV Plus, Apple Music và iCloud, đã cho phép công ty tăng biên lợi nhuận của mình. Những điều đó đã giúp Apple chi trả được chi phí linh kiện cao hơn cho phần cứng của iPhone và Apple Watch. Còn một nguyên nhân khác giúp Apple giảm thiểu được chi phí linh kiện là con chip A-Series của Apple. Apple bắt đầu thiết kế chip A-Series của riêng mình cho iPad, iPhone và đồng hồ Apple vào năm 2010 và chuyển đổi máy tính MacBook dùng chip của Intel sang chip M-Series do Apple thiết kế vào năm 2020. Việc tự thiết kế con chip MacBook cho riêng mình đã giúp công ty tiết kiệm được khoảng 2,5 đô la. Trong khi đó, việc tự thiết kế chip iPhone đã giúp Apple tiết kiệm thêm hàng tỷ đô la Mỹ. Những con chip rẻ hơn đã giúp Apple giữ tỷ suất lợi nhuận gộp ổn định ở mức 40% trong những năm gần đây, ngay cả khi đại dịch ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu. Theo Reuters, hôm thứ Năm, Quốc hội Úc đã thông qua đạo luật mới về việc cắt giảm 43% lượng khí thải carbon vào năm 2030 và chỉ còn bằng 0 vào năm 2050. Đạo luật này được sự ủng hộ của đảng Greens và các đảng độc lập khác. Theo Reuters, việc thông qua đạo luật cắt bỏ hoàn toàn phát thải vào năm 2020 đã đánh dấu bước đầu tiên về một hành động vì khí hậu kể từ khi Đảng Lao động lên nắm chính quyền hồi tháng 5. Nhưng chính phủ mới này của Úc sẽ còn đối mặt với những cuộc chiến gay go hơn trong việc thiết lập nhiều dự luật môi trường khác. Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Biến đổi Khí hậu Chris Bowen cho biết, sự kiện thông qua đạo luật về biến đổi khí hậu sẽ gửi một thông điệp đến thế giới rằng nước Úc thật sự nghiêm túc trong việc cắt giảm lượng khí thải và nghiêm túc trong việc nắm bắt các cơ hội tạo ra giá trị kinh tế từ năng lượng tái tạo, nhưng vẫn giữ mức giá cả phải chăng. Từ đạo luật này, các cơ quan chính phủ như năng lượng sạch và các cơ quan tài trợ cơ sở hạ tầng phải tính toán đến các mục tiêu phát thải trong các quyết định của mình. Sau nhiều năm chưa có một chính sách rõ ràng về ngăn chặn biến đổi khí hậu, nhóm ngành công nghiệp cho biết họ hoan nghênh luật này. Giám đốc điều hành Hội đồng Năng lượng Úc Sarah McNamara cho biết, việc hoàn thiện một chính sách trong pháp luật mang lại cho các doanh nghiệp và ngành công nghiệp sự rõ ràng hơn. Vừa qua, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua việc bổ nhiệm ông Volker Türk của Áo là cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc tiếp theo. Reuters đưa tin, trước đó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã đề xuất ông Volker Türk sẽ là người kế nhiệm bà Michelle Bachelet vào vị trí cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc. Ông Türk trước đây là Tổng thư ký về chính sách tại văn phòng của ông Guterres. Thử thách đầu tiên của ông Türk sau khi nhậm chức là xem xét một báo cáo về khu vực Tân Cương của Trung Quốc. Báo cáo cho thấy việc Trung Quốc giam giữ tùy tiện và phân biệt đối xử đối với người Duy Ngô Nhĩ và những người Hồi giáo tại Tân Cương. Tuy nhiên, phía Trung Quốc đã mạnh mẽ phủ nhận mọi hành vi. Trong cuộc họp Đại hội đồng, Phó Đại sứ của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc nói rằng, Trung Quốc hy vọng rằng ông Türk sẽ lãnh đạo cơ quan này thật tốt và tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc khách quan, công bằng và phi chính trị. Phó Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc bà Lisa Carty cho biết, ông Volker Türk phải đóng vai trò là một tiếng nói độc lập, không thiên vị và kiên định đối với các vấn đề nhân quyền trên toàn thế giới.
Bà nói, cao ủy phải sẵn sàng lên tiếng về các hành vi vi phạm và lạm dụng nhân quyền xảy ra ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Tuy nhiên, bà Phil Lynch, giám đốc điều hành của Dịch vụ Nhân quyền Quốc tế, cho biết việc bổ nhiệm ông Volkertrup vào vị trí cao ủy là thiếu minh bạch và không có sự tham vấn của xã hội dân sự độc lập. Kể từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra, hàng loạt các lĩnh vực của Nga đã bị áp đặt trừng phạt, trong đó có cả thể thao. Mặc dù bị cấm thi đấu trên đấu trường cấp quốc tế, nhưng đội tuyển bóng đá quốc gia Nga vẫn có những trận giao hữu với một số quốc gia đồng minh. Theo thông báo của Liên đoàn bóng đá Nga AFU, đội tuyển Nga sẽ có trận giao hữu với Kyrgyzstan vào ngày 24 tháng 9 và sau đó là làm khách trên sông Iran vào tháng 11. Huấn luyện viên trưởng ông Valery Kabin cho biết, chúng tôi rất vui khi có cơ hội tập trung trở lại. Danh sách cầu thủ và kế hoạch tập luyện chính thức sẽ được sớm công bố. Hiện AFU đang tiếp tục đàm phán để tổ chức thêm các trận giao hữu khác cho đội tuyển quốc gia trong thời gian tới. Hồi cuối tháng 2, FIFA và UEFA đã cùng quyết định cấm đội tuyển quốc gia Nga và tất cả các câu lạc bộ chuyên nghiệp đại diện Nga tham gia các giải đấu cấp khu vực và quốc tế, bao gồm cả World Cup 2022 diễn ra ở Qatar vào tháng 11 tới. Kính thưa quý vị, ngày 7 tháng 9, Chelsea đã bất ngờ tuyên bố sa thải huấn luyện viên Thomas Tuchel sau thất bại ở trận ra quân Champions League. Không lâu sau đó, The Blues đã lựa chọn nhà cầm quân Graham Potter làm thuyền trưởng mới lèo lái đội bóng. Các nguồn tin chuyển nhượng hôm 8 tháng 9 cho biết Graham Potter đã đồng ý ngồi ghế nóng ở Chelsea. Ban lãnh đạo Chelsea đã xúc tiến tìm người thay thế huấn luyện viên Thomas Tuchel từ vài tuần trước. Sau khi đôi bên xuất hiện bất đồng, nổi bật là những vấn đề về chuyển nhượng. Theo nguồn tin, Graham Potter sẽ rời Brighton cùng với đội ngũ trợ lý và bắt đầu dẫn dắt The Blues từ trận derby vào cuối tuần với Fulham. Huấn luyện viên người Anh đã dẫn dắt Brighton từ tháng 5 năm 2019. Qua 3 mùa giải, ông đã giúp câu lạc bộ xếp vị trí lần lượt 15, 16 và 9 tại ngoại hạng Anh. Ở mùa này, Brighton đang đứng vị trí thứ 4 sau 6 vòng đấu với 4 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua. Ngày nay, văn hóa đọc đang dần bị lu mờ trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin. Mặc dù vậy, không ít người trên thế giới vẫn đang ra sức truyền cảm hứng và lan tỏa niềm yêu thích đọc sách đến với cộng đồng. Sau đây hãy cùng với chúng tôi đến Ai Cập để gặp gỡ người đàn ông dành cả cuộc đời mình cho sứ mệnh này. Căn phòng nhỏ cũ kỹ với các dòng sách chất ngổn ngang này là thư viện của ông Hamdallah Adel Hafez, tây tỉnh Dakhali, phía bắc Ai Cập. Để thu thập được khối lượng lên đến 15.000 cuốn sách, người đàn ông 82 tuổi đã tốn hàng chục năm. Tôi đã bắt đầu sưu tầm sách cách đây hơn nửa thế kỷ và lưu giữ chúng cho đến ngày nay. Bộ sưu tập khổng lồ của ông Hafez gồm các đầu sách với nhiều chủ đề khác nhau, từ nghiên cứu Hồi giáo, tác phẩm văn học và một số tài liệu về ngôn ngữ Ả Rập. Cư dân có thể đến thư viện được cho là độc nhất trong khu vực này để tìm kiếm sách mà mình muốn và mượn chúng miễn phí. Ông Hafez chia sẻ, ông hy vọng sẽ nhận được sự hỗ trợ từ chính quyền và các tổ chức xã hội để có một căn phòng khang trang hơn cho thư viện của mình. Thưa quý vị, Peppa Pig, chương trình hoạt hình nổi tiếng dành cho trẻ em mới đây, đã giới thiệu cặp nhân vật đồng tính đầu tiên trong tập phát sóng mới nhất vào ngày 6 tháng 9 vừa qua. Đây là một phần trong nỗ lực của nhà sản xuất nhằm đa dạng hóa nhân vật của loạt phim này. Trong tập mới nhất của loạt hình Peppa Pig, nhân vật chính heo hòm Peppa đã tiết lộ bức vẽ về bố mẹ mình. Họ đều mặc váy khi thưởng thức bữa tối với con gái. Penny nói, đây là bố mẹ tôi, một người là bác sĩ, một người thích nấu mì Ý và tôi rất thích món này. Trước sự lộ diện bất ngờ của cặp nhân vật mới, một nhóm hoạt động LGBTQ tên gọi là Stonewall đã bày tỏ sự hoan nghênh và mô tả đây là điều tuyệt vời. Người phát ngôn của tổ chức Robbie DeSantos nói, như trong số những người xem Peppa Pig có hai người mẹ hoặc hai người cha, chương trình này đã mang lại trải nghiệm đầy ý nghĩa cho họ. Tập phim mới phát sóng hôm 6 tháng 9 được xem là bước ngoặt lớn của loạt phim sau khi một gia đình cha mẹ đồng giới đưa ra bản kiến nghị cho rằng trẻ em có cha mẹ đồng giới sẽ cảm thấy bị xa lánh khi xem Peppa Pig, trong khi số khác có thể sẽ bắt nạt những đứa trẻ này vì sự khác biệt. Theo trang tin RT, bản kiến nghị sau đó đã thu về gần 24.000 chữ ký ủng hộ. Loạt phim Peppa Pig nổi tiếng do hãng Alice Parker David của Anh sản xuất. Kể về cuộc đời của heo hồng Peppa cùng bạn bè và gia đình, phim được phát sóng lần đầu vào năm 2004 và đến nay đã công chiếu ở 180 quốc gia. Thưa quý vị, những dấu hiệu của cuộc khủng hoảng năng lượng đang ngày càng hiện rõ khắp châu Âu. Một trong số đó là các vườn thú ở Anh nhiều khả năng phải đóng cửa do áp lực tài chính từ việc giá năng lượng tăng vọt.
Theo trang tin RT, hồi tuần trước, vườn thú Rito, một trong những vườn thú lâu đời nhất thế giới với 186 năm hoạt động, đã đóng cửa. Một số động vật tại đây sau đó đã được chuyển đến công viên bảo tồn động vật hoang dã trong nước, trong khi nhiều con khác được gửi đến các vườn thú trên khắp thế giới. Một vườn thú khác là vườn thú Chester, Tây Bắc nước Anh, cũng không thoát khỏi vòng xoáy khủng hoảng năng lượng. Giám đốc điều hành vườn thú, ông Samir Ritten cho biết, hóa đơn năng lượng hàng năm của họ trung bình là 1,5 triệu bảng Anh, nhưng có thể sẽ tăng lên 2 triệu bảng Anh trong năm nay và tăng vọt lên 3 triệu bảng Anh vào năm sau. Ông Ritten cũng lưu ý, cuộc khủng hoảng hiện nay cũng tác động đến số lượng khách tham quan vườn thú khi họ cẩn trọng hơn trong cách chi tiêu. Trang Azi cho biết, giống như nhiều doanh nghiệp và tổ chức từ thiện khác, các vườn thú không được hưởng lợi từ chính sách hỗ trợ của chính phủ Anh. Theo nguồn tin, các chủ sở hữu vườn thú và công viên giải trí đang kỳ vọng rằng chính quyền tân thủ tướng Anh Liz Truss sẽ giúp họ giải quyết tình hình hiện nay và cả viễn cảnh tồi tệ hơn khi mùa đông đến. Chương trình Thế giới hôm nay đến đây xin được kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.